Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Official. Thì hôm nay khối ngoại có những cái dấu hiệu tích cực hơn. Thì hôm nay là một cái phiên mua ròng đầu tiên đến từ khối ngoại. Thì hôm nay họ mua ròng 267,09 tỷ và mã họ mua ròng mạnh nhất là VIC và bán ròng mạnh nhất đứng đầu là Vinamilk, tiếp theo là CTG, SSI và HPG. Bên tự doanh thì hôm nay họ cũng mua ròng trở lại. Thì họ mua ròng 104,71 tỷ và mua ròng mạnh nhất là VIC, MWG, Techcombank, VPBank, bán ròng ra FPT và GVR. Thì nhìn chung ở thời điểm hiện tại thì thị trường nó vẫn tiếp tục cái đà tích lũy và sideways, và hôm nay là một cái phiên có những sự cân bằng giữa lượng cung và lượng cầu giữa nhà đầu tư mua và nhà đầu tư bán. Thì ở đây những cái nhà đầu tư mua là ai và những cái nhà đầu tư bán là ai? Theo em đánh giá ở đây những cái nhà đầu tư mua chủ yếu ấy, đến từ các khối tự doanh và các nhà tạo lập, các ông lớn họ mua nhiều hơn. Khi có những cái đà mà hoảng loạn cũng như là bán tháo của các nhà đầu tư cá nhân, thì khi mà nó chạm về những cái ngưỡng là 1.150 thì có những cái lực cầu đỡ lên, và trong những cái lúc anh chị nhà đầu tư hoảng loạn bán ra như thế thì ai sẽ là người mua vào? Thì phải có một cái thế lực có thể gọi là những cái bàn tay của các nhà tạo lập, họ đỡ giá lên và giữ thị trường đi tích lũy và sideways ở những vùng này rất là tốt, cũng như những cái vùng này là những cái vùng giá vốn họ đang có những cái động thái gom hàng những vùng này, nên khi các anh chị hoảng loạn các anh chị bán ra thì họ có cái đồng tiền lớn của họ, họ đỡ lên và họ gom lại lượng hàng của các anh chị đầu tư cá nhân bán ra. Thì các anh chị cũng có thể thấy những cái đà bán tháo thì nó xuất hiện vào đầu phiên là nhiều hơn, tại vì khi vào đầu phiên có những cái tin tức xấu về dịch Covid-19 là có một cái bệnh nhân nghi nhiễm, nhưng vào phiên chiều nó cũng có những cái tin tức là có những cái sự xét nghiệm nó đã âm tính trở lại, thì những cái tin tức đó chứng tỏ những cái tin tức chủ yếu ra để cướp hàng của các anh chị nhà đầu tư thôi. Nhưng ở nhịp này nó có là một cái nhịp mà mình có thể bắt đáy chưa? Ở thời điểm hiện tại thì các anh chị không nên bắt đáy ở những cái nhịp này, tại vì những cái nhịp này là những cái nhịp phục hồi kỹ thuật thôi, và nó đi theo những cái mẫu hình gọi là gãy nền vũ. Và khi nó gãy nền vũ như thế này, nó tạo ra cái đáy nhất ngày mai, khả năng nó sẽ là một cái nhịp phục hồi, sau đó sẽ là những cái phiên rơi trở lại để test lại những cái vùng là 1.150, và có khả năng nó sẽ test lại những cái vùng sâu hơn. Và khi những cái nhịp kỳ test đó thì anh chị hãy có những cái quyết định giải ngân sao thì vẫn chưa muộn, thì khả năng thì nó sẽ đi theo kịch bản và sẽ có một cái nhịp phục hồi nữa, sau đó nó sẽ rơi thủng khỏi những ngưỡng 1.150 để test lại những cái vùng, xem ở những vùng này này xem có những cái lực cung bán nhiều hay không. Nếu lực cung test lại không còn nhiều nữa thì họ mới bắt đầu họ đánh lên. Thì đó là những cái kịch bản sắp tới của thị trường, nên các anh chị lưu ý đối với những nhịp này thì mình cứ quan sát thôi. Và tỷ trọng bây giờ các anh chị nên đưa ra là mình sẽ nắm giữ những cái phần tiền mặt nhiều hơn, và cổ phiếu các anh chị hạn chế nắm lại cũng như là hạn chế cái tỷ lệ margin của anh chị. Thì chủ yếu bây giờ ấy là khoảng 50% là cổ phiếu và 50% tiền mặt, và các anh chị có thể dễ dàng phản ứng với thị trường. Thì nhìn chung này, các anh chị thấy nhìn vào chart 5 phút này, các anh chị thấy vào đầu phiên có những cái áp lực bán này, còn những áp lực bán từ các anh chị đầu tư cá nhân này ra những cái tin tức rất là xấu, cướp hàng của các anh chị nhà đầu tư cá nhân, sau đó có những cái phiên phục hồi lại và đóng cửa mức là 1.163,10 và tăng 1,29 điểm so với phiên hôm trước. Và cái thanh khoản hôm nay thì nó lại thấp hơn thanh khoản hôm trước, thì chứng tỏ hôm nay cái lực cung ấy bán ra thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu yếu đi dần. Và ở thời điểm hiện tại chủ yếu là mình phải tìm ra những cái cổ phiếu mạnh để nhịp sau mình có thể là tham gia đối với thị trường và chờ đợi những cái cơ hội nào mà nó có những dấu hiệu tạo đáy. Ví dụ như những dấu hiệu tạo đáy là như thế này: xuất hiện những cái đà bán tháo tương đối mạnh, sau đó có một cái phiên gọi là stopping volume 3, có những cái phiên phục hồi mạnh mẽ và có những cái sự tăng mạnh về mặt khối lượng cũng như là biên độ giá tăng tuyệt đối, thì lúc đó mình hãy tham gia thì vẫn chưa muộn đối với cái trường hợp ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì nó cũng vẫn chưa rõ những cái xu hướng, nó vẫn tích lũy và đi sideways thôi, nên mình cứ quan sát thị trường, tại vì thị trường này nó còn kéo dài một thời gian rất là lâu. Các anh chị có thể là đầu tư suốt đời chứ không phải là các anh chị đầu tư ngày 1, ngày 2 mà các anh chị vội vàng trong một hai phiên thì nó rất là rủi ro cho các anh chị. Và nhìn vào những cái trend line về trung hạn và dài hạn thì hiện tại này các anh chị thấy này, hiện tại thì nó vẫn đang trong một trend line tăng mà chưa có những cái dấu hiệu gãy xu hướng. Khi mà nó gãy khỏi những cái đường trend line này thì lúc đó các anh chị hãy lo lắng, chứ bây giờ nó chưa có gãy khỏi những cái đường trend line về trung hạn và dài hạn, thì mã cổ phiếu nào các anh chị có thì các anh chị cứ nắm giữ đối với những cái mã cổ phiếu mạnh. Còn mã cổ phiếu nào yếu ấy thì các anh chị canh những cái nhịp này này, ngày mai có khả năng là một cái phiên phục hồi để anh chị có thể là cơ cấu danh mục
mình bán ra những cái mã yếu và mình giữ những cái mã mạnh và có những cái dòng tiền vào đánh thôi. Thì bây giờ em cũng sẽ đi qua những cái mã ảnh hưởng mạnh nhất đối với VN Index. Thứ nhất ấy là về mã VIC này. Các anh chị thấy này, hôm nay dòng tiền lớn vào rất là mạnh và có những cái sự thỏa thuận từ các nhà đầu tư nước ngoài ở trong cái phiên hôm nay. Nhưng các anh chị thấy nó có những cái áp lực bán ngược lại từ những cái vùng kháng cự của nó. Các anh chị thấy này, khi nó chạm đến những cái vùng kháng cự của nó, đây là những vùng kháng cự, là những cái vùng mà các anh chị đầu tư có những cái lượng hàng đang bị kẹp ở những vùng này. Các anh chị thấy là những cái vùng mà nó có những cái anh chị đầu tư kẹp ở những vùng này nên mới có những cái vùng giá như thế này, có những cái sự khớp lệnh như thế này, đúng không ạ? Và khi nó chạm đến những vùng này thì các anh chị đầu tư bị kẹp hàng, các anh chị có xu hướng bán ra. Và cũng như là các anh chị đầu tư nào mua được những cái vùng ở dưới vùng tích lũy như thế này này, hôm nay nó là một cái phiên tăng điểm, thì các anh chị cũng có xu hướng bán ra ở những cái vùng kháng cự, nên nó tạo ra những áp lực cung và nó quay ngược về mức giá là 110.40. Thì ở thời điểm hiện tại các anh chị thấy hiện tại thì nó đã có những cái xu hướng gọi là xu hướng tăng tương đối là rõ rệt. Đây, nó đã bứt phá khỏi những cái xu hướng giảm của nó rồi. Các chị kẻ những cái đường trên line ra, nó xác định lại với nhau. Các anh chị thấy này, đây là cái đường trên line của nó đã bứt phá khỏi những cái xu hướng giảm và nó có dòng tiền lớn vào. Thì hiện tại VIC các anh chị có thì các anh chị cứ nắm giữ, và các anh chị cũng chưa nên dẫn ăn đối với mã cổ phiếu này. Các anh chị cần quan sát thêm đối với mã cổ phiếu này khi nó có những cái giai đoạn tích lũy trở lại, thì các anh chị có thể là giải ngân đối với mã cổ phiếu VIC. Và mã cổ phiếu này là một cái mã cổ phiếu mà hôm nay có thể là kéo chỉ số của thị trường chung, tạo ra những cái sự cân bằng về lượng cung và lượng cầu cho thị trường chung. Chứ nếu mà mã cổ phiếu này hôm nay không có những cái đà kéo cũng như không có đà tăng mạnh mẽ như thế này thì hôm nay sẽ là một cái đà bán tháo mạnh mẽ hơn từ thị trường chung. Và các anh chị cũng biết ấy, là do những cái yếu tố về ngãn lệnh này của thị trường chung ấy, thì nó dẫn đến những cái yếu tố về mặt là tâm lý của các anh chị nhà đầu tư rất là nhiều. Và khi các anh chị thấy khi mà nó có những cái khung thời gian ấy, cũng có những cái ngày mà nó muốn vượt ở 1.200, nhưng từ sự ngãn lệnh của sàn HAL này, các anh chị thấy là có sự gia tăng về khối lượng, đúng không ạ? Gia tăng về khối lượng cũng như có những cái sự gia tăng về giá, nhưng nó không bứt thoát khỏi ngưỡng 1.200. Tại vì sao? Tại vì do những cái sự ngãn lệnh và cái thanh khoản nó không được cao, nên nó không có thể là phá vỡ khỏi những cái vùng cản tương đối mạnh là ngưỡng 1.200. Nên khi mà thị trường mà nó có những cái sự cải thiện về hệ thống thì khả năng ở những giai đoạn phía sau thì vượt ngưỡng 1.200. Khi mà các cổ phiếu trụ nó có dòng tiền lớn vào kéo thì khả năng vượt 1.200 thì nó sẽ có khả năng cao hơn. Nhưng những cái vùng phía trước này các anh chị thấy này, khi mà nó muốn vượt kháng cự, muốn một vượt một kháng cự thì phải có giá và thanh khoản nó phải tăng tuyệt đối. Các anh chị thấy này, khi mà đến những vùng kháng cự như thế này thì buộc những cái thanh khoản ở vùng phía sau của nó phải cao hơn và phải có những phiên breakout về khối lượng thì nó mới vượt khỏi ngưỡng kháng cự được. Ví dụ như này, các anh chị thấy này, những cái vùng kháng cự trước của nó thì đến những cái vùng kháng cự này khi nó muốn vượt phải có những cái vùng thanh khoản cao hơn thì nó mới vượt được. Đây các anh chị cũng có thể thấy này, đây cũng có thể gọi là những vùng kháng cự của nó này, với thanh khoản tương đối thấp, nhưng mà khi mà nó muốn vượt khỏi những vùng kháng cự như thế này thì cần phải có những cái thanh khoản cao hơn so với những cái với so với những cái vùng thanh khoản phía sau của nó, phía trước của nó, thì các anh chị chú ý. Và ở thời điểm hiện tại có rất nhiều anh chị đầu tư đang cầm tiền ở thời điểm hiện tại, cũng như là có những cái anh chị đầu tư đang bị kẹp hàng những vùng này. Thì khi mà nó có tạo ra những cái dư địa về gãy nền dũ như thế này thì chắc chắn ở những giai đoạn phía sau ấy là các nhà tạo lập họ có một những cái game mới, hoặc là có những cái sự sửa xong những cái sàn hao, thì có lúc đó họ mới dùng dòng tiền của họ để họ đánh lên khi họ gom đủ lượng hàng ở những cái vùng tích lũy và sideway như thế này. Thì cái đó có thể là những cái kịch bản mà các nhà tạo lập họ muốn đưa ra để họ có thể dụ bỏ những cái anh chị đầu tư đu bám ở những vùng này. Sau khi dụ bỏ xong thì khi mà không còn ai nắm giữ lượng hàng nhiều thì họ mới đánh lên, và khi đánh lên mà khi mà hệ thống nó được sửa nữa thì các anh chị đầu tư cá nhân mới bắt đầu mua vào. Khi các anh chị mua vào thì lúc đó họ mới có những cái sự phân phối hàng ra. Chứ bây giờ mà nó tích lũy và đi sideways như thế này, và khi mà họ có những cái sự mà đỡ giá tốt như thế này thì họ chứng tỏ những cái vùng này này họ đang có nắm giữ những hàng tương đối nhiều, và khi mà họ nắm giữ tương đối nhiều như thế này và khi họ bán ra thì ai sẽ là người mua? Nếu mà họ bán ra không có người mua thì chắc chắn họ sẽ không phân phối hàng ra được. Thì khi mà phân phối hàng ra thì phải có những cái giai đoạn như thế này này, anh chị thấy này, phải có những cái giai đoạn chạy nước rút này này, tâm trạng tâm lý của anh chị đầu tư hưng phấn, anh chị mua vào thì lúc đó họ mới phân phối hàng ra được. Còn ở giai đoạn hiện tại thì nó chỉ có vài phiên phân phối thôi, đây là phiên phân phối, đây phiên phân phối,
và đây cũng có thể gọi là phiên phân phối. Nhưng mà khi mà nó phân phối như thế thì nó không phải phân phối ra hết lượng hàng đâu, nó chỉ phân phối được một phần nào thôi, tại vì những vùng này là vùng tích lũy, cũng như những vùng tích lũy như thế này thì mình cũng không nên quan tâm quá nhiều đến việc mà đội lái họ phân phối ra được bao nhiêu hàng. Thì chủ yếu những giai đoạn này có đỡ thì anh chị cứ quan sát thôi, và cũng chưa nên giải ngân mạnh đối với vùng này. Thì bây giờ đi qua vài mã cổ phiếu như Vietcombank thì sao? Vietcombank các anh chị thấy này, Vietcombank hiện tại này nó thì nó chưa có bứt phá khỏi những cái trendline về xu hướng giảm của nó, các anh chị thấy này, và nó đang có những cái sự vận động tích lũy và sideways. Hôm nay mà cổ phiếu này có những cái khối lượng tương đối thấp và cũng như đang có những cái dấu hiệu cạn kiệt về nguồn cung, và hiện tại ở cổ phiếu này các anh chị có thì cứ nắm giữ thôi, tại vì nó về những vùng hỗ trợ mạnh của nó rồi, cũng có những cái dòng tiền lớn đỡ lên nên có thì cứ nắm giữ, mình cũng chưa việc gì mà mình phải bán ở những giai đoạn hiện tại. Tiếp theo là về mã cổ phiếu VHM. VHM thì sao? VHM thì nó cũng về những vùng hỗ trợ của nó, sau đó có những cái vùng mà rút chân lên trở lại, nhưng hôm nay lượng cung bán ra cũng tương đối lớn nên các anh chị hiện tại chưa nên giải ngân đối với mã cổ phiếu này. Các anh chị phải quan sát thêm, khi mà nó có những cái giai đoạn có sự suy kiệt về lượng cung thì các anh chị hãy tham gia. Và mã cổ phiếu này nó đang trong những cái trendline về giảm điểm của nó, các anh chị thấy này, trendline tăng của nó thì đã phá dở rồi và đang đang trong những cái trendline về giảm điểm. Thì khi mà nó trong trendline giảm như thế này, các anh chị khi mà anh chị mua một cái điểm mua thì vào nó sẽ rất khó thể nào mà có lãi được, các anh chị phải chờ đợi và các anh chị quan sát thêm khi mà nó đã phá vỡ khỏi những cái trendline về xu hướng giảm của nó và bước vào những cái trendline tăng, thì các anh chị tham gia thì nó sẽ có những cái phần lợi nhuận nhiều hơn. Và các anh chị cũng đừng nên cố gắng bắt đáy làm gì, tại vì các anh chị khi mà các anh chị mua trong một cái xu hướng giảm ấy mà các anh chị chưa biết ở điểm dừng của nó ở đâu thì các anh chị mua vào sẽ rất là rủi ro khi các anh chị bắt đáy. Ví dụ như các anh chị mua ở điểm này đi, mua giá 99 đi, thì các anh chị nghĩ giá này nó đã rẻ rồi, nhưng thật sự nó trong một cái xu hướng giảm thì nó sẽ còn những cái vùng giá rẻ hơn. Mặc dù bản chất doanh nghiệp nó tốt nhưng mà mua trong xu hướng giảm thì các anh chị không thể nào mà có lãi được. Ví dụ như các anh chị này mua ở những cái vùng như thế này này, 99 đi, các anh chị mua ở những cái vùng như ngày 19 tháng 1 thì các anh chị thấy lên những vùng này này nó chạy nước rút rồi, các anh chị mua chưa được. Khi mà nó chỉnh về những vùng này này, giá 100 hoặc là 99 này, các anh chị thấy này. Các anh chị bắt đầu các anh chị mua vào. Và khi các anh chị mua vào thì nó lại có những cái vùng giá rẻ hơn, thì các anh chị khi lúc đó các anh chị mua vào thì các anh chị bị lỗ rồi. Nhưng mà ở những cái vùng bên đây thì nó lại ngược lại. Ví dụ như các anh chị mua trong trendline tăng như thế này đi, các anh chị mua giá 90 99 hoặc là 100 thì nó lại có những cái vùng giá cao hơn, nên mình cái việc mình chú ý đến những cái xu hướng của nó để mình đưa ra những quyết định đầu tư thì nó sẽ tốt hơn. Thì mình cũng đừng có cố gắng mà bắt đáy hay là đón đỉnh làm gì, thì chủ yếu ấy là mình mua ở những cái phần thân của nó thôi. Ví dụ như khi mà nó tạo đáy như thế này, tạo xong thì mình mua ở những vùng nào? Mình mua ở những cái thanh gọi là những cái thanh này đây, những thanh mà test cung ba, hoặc là khi mà nó có những dấu hiệu đi lên như thế này, những cái vùng mà nó tích lũy xa quay như thế này thì mình mua ở những vùng nào? Thì mình mua ở những vùng này, những phiên test test cung ba này, đây là những phiên mà mình mua này đây, hoặc là khi trong những cái giai đoạn như thế này tích lũy và sideways thì mình mua ở những cái thanh này và những phiên test cung ba của thị trường. Thì chủ yếu là những cái điểm mua của mình như thế nào là hợp lý và xu hướng nó cũng là một cái quan trọng để mình quyết định mình đưa ra những cái chiến lược đầu tư. Thì VHM có thì các anh chị cứ nắm giữ thôi, và giờ hiện tại mình cũng không nên bán nữa đối với mã cổ phiếu VHM này. Tiếp theo là về mã cổ phiếu BID này, những cái mã cổ phiếu mà có những cái vốn hóa lớn ảnh hưởng đến thị trường, thì mã cổ phiếu này nó đang tích lũy trở lại và nó đang về những vùng hỗ trợ của nó và những vùng hỗ trợ cứng của nó, cái gì có thì cứ nắm giữ thôi. Và hôm nay có những cái lượng cung bán ra hầu như nó đang có những cái xu hướng là yếu đi dần, và dòng tiền lớn này nó cũng đã vào rồi này, cái gì thấy này, có dòng tiền lớn vào rồi, khi về những cái vùng giá vốn của họ thì họ có những dòng tiền họ đỡ lên. Mà cổ phiếu này có thì cái gì cứ nắm giữ, và khi nó có những cái vùng mà nó bật tăng lên khỏi những cái đường xu hướng hướng này và phá vỡ đường xu hướng này, các anh chị hãy tham gia đối với mã cổ phiếu này. Và có thì anh chị cứ nắm giữ hoặc là quan sát thêm chứ chưa có những cái điểm mua cho các anh chị để tham gia. CTG thì sao? CTG sau những phiên chạy nước rút của nó, sau đó là những phiên test lại những cái vùng hỗ trợ của nó, và các anh chị thấy này, nó test về những vùng hỗ trợ của nó là những cái vùng đỉnh trước này, đỉnh trước là hỗ trợ sau, và khi nó test về những vùng này có những cái lực cầu đỡ lên, và hôm nay có những cái sự rút chân lên và đóng cửa mức 39.4. Và mã cổ phiếu này hiện tại thì mình cũng chưa nên giải ngân, tại vì nó chưa có những cái vùng nền vững chắc để mình tham gia.
Và khi nó tạo ra những vùng nền vững chắc như thế này này, các anh chị thấy này, khi mà nó tích lũy và sideways như thế này, biên độ tương đối dài như thế này, thì khi các anh chị giải ngân ở những vùng này nó sẽ an toàn hơn. Tại vì khi nó chỉnh thì nó cũng sẽ chỉnh về những vùng hỗ trợ thôi. Ví dụ như khi mà giai đoạn mà thị trường ấy mà nó có những cái sự điều chỉnh này, các chị thấy này, khi nào mà nó tăng sau đó là nó có những sự điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh vào những vùng hỗ trợ của nó này, có thể là vùng gáp là vùng hỗ trợ của nó hoặc là những cái vùng này, các chị thấy này, đây đây cũng có thể là khi anh chị gãy ở những vùng nền như thế này này và nó có những cái sự điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh về những vùng nền của nó, thì các chị lúc anh chị mua vùng nền thì nó sẽ hạn chế rủi ro cho anh chị hơn. Đó vì sao mà những cái video mà các chị xem thì em cho các chị những điểm mua tại ngay những vùng nền, thì những cái vùng điểm mua đó thì nó sẽ hạn chế rủi ro cho anh chị là một cách tối ưu nhất. Và cũng như không phải là lúc nào mình cũng phải là mua ở những vùng nền, mà mình mua ở những đầu vùng nền nha, mình phải mua chọn những cái điểm mua là mua ở những cái vùng cuối vùng nền. Ví dụ như trong một cái nền như thế này, các anh chị mua ở những cái điểm mua đầu vùng nền đi, các anh chị thấy này, nó tích lũy trở lại 2-3 viên, các anh chị mua, nhưng mà một thời gian sau ấy, nó có những sự rũ bỏ thì các anh chị mua vào thì nó sẽ rũ bỏ các anh chị ra, thì lúc đó các anh chị cầm hàng không được lâu lâu được, và các anh chị bán ra thì lúc đó các anh chị bán ra thì các anh chị bị mất hàng. Và những cái điểm mua chuẩn của nó thì nó phải thuộc vào những cái vùng cuối vùng tích lũy, là những cái phiên mà có thể gọi là những cái vùng cạn kiệt về lượng cung, xuất hiện những phiên no supply 3 và test cung 3, thì lúc đó mình hãy tham gia đây no supply 3 này hoặc là những phiên test cung 3 này, là những cái vùng mà mình nên đưa ra những quyết định để ngân. ICTG có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm. HD Bank thì sao? HD Bank hôm nay có những cái biên độ rũ tương đối lớn. Vì sao nó rũ như thế này? Thì các anh chị thấy này, nó có những cái vùng nền vững chắc ở những vùng nào? Thì những vùng nền vững chắc của nó là những vùng này, đúng không ạ? Khi mà nó chỉnh về thì nó cũng sẽ chỉnh về những vùng hỗ trợ của nó thôi. Nên các anh chị lưu ý, ở thời điểm hiện tại thì HDB có thì cứ nắm giữ thôi, và cũng như quan sát thêm, nếu thuộc khỏi những vùng hỗ trợ thì các anh chị phải cắt ra. Thì vùng hỗ trợ của nó là quanh giá 25 này, nếu mà nó thuộc khỏi những vùng giá mà 25 thì các anh chị có thể là xem xét hạ tỷ trọng đối với mã cổ phiếu HD Bank, tại vì những vùng hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ tương đối xa là đến những cái vùng này, những vùng giá 24. Nên các anh chị lưu ý đối với HD Bank có thì cứ nắm giữ và quan sát thêm. HBG thì sao? HBG hôm nay nó cũng rũ về những vùng hỗ trợ của nó và nó đang có những cái đà tích lũy trở lại, và các anh chị có thì cứ nắm giữ đối với mã cổ phiếu này và cũng chưa nên giải ngân mới hoặc là bắt đáy đối với mã cổ phiếu HBG, mà mình cứ phải quan sát thêm. MBB thì sao? MBB thì nó cũng vận động như VNi thôi. Các anh chị thấy hầu như là 80% mã cổ phiếu nó vận động giống VNi. Nên ở thời điểm hiện tại thì các anh chị cứ quan sát, cầm tiền trước và đợi những cái thời cơ tốt để các anh chị có thể là vào hoặc các anh chị giải ngân đối với các mã cổ phiếu nào mà có dư địa và có những cái nền vững chắc thì các anh chị hãy tham gia. Thì các anh chị MBB các anh chị có thì cứ nắm giữ thôi, cũng chưa nên giải ngân này. Masan thì sao? Masan là những cái mã cổ phiếu có thể gọi là yếu hơn thị trường chung và nó có những cái biên độ rũ bỏ tương đối là mạnh. Và hiện tại nó có những cái sự cạn kiệt về lượng cung rồi này, các anh chị thấy này, phiên hôm nay có những cái phiên nó chạm về những cái mốc rất là sâu luôn này, chạm về những cái vùng hỗ trợ trước của nó là những cái vùng đáy trước của nó này, các anh chị thấy này, những vùng đáy trước của nó khi nó chạm về những vùng hỗ trợ thì có những cái lực cầu bật tăng lên trở lại, nhưng cái volume tương đối thấp như thế này chứng tỏ những cái anh chị đầu tư nào mà nắm giữ mã cổ phiếu này đã có những cái dấu hiệu bán ra ở những cái vùng rũ bỏ phía trước rồi, các anh chị thấy này, ở những vùng này hầu như các anh chị đã bán ra rất là nhiều rồi, và khi các anh chị bán ra rất là nhiều như thế này nó chạm vào những vùng này thì các anh chị đầu tư mà mua những vùng này các anh chị bị kẹp hàng, thì chắc chắn bây giờ nó là đổ 20-30% thì các anh chị bán ra thì rất là khó để bán ra, nên các anh chị vẫn cứ tiếp tục nắm giữ. Hoặc là các anh chị nhà đầu tư nào mà có lãi mua những vùng này thì các anh chị cũng bắt đầu các anh chị bán ra ở những vùng này, nhưng mà các anh chị thấy này, những các anh chị đầu tư mà nắm hàng đối với cổ phiếu Masan thì cũng tương đối ít rồi, nên khả năng mà cổ phiếu này các anh chị nên quan tâm ở những giai đoạn phía sau. Có thì cứ nắm giữ thôi, tại vì về vùng hỗ trợ rồi, nhưng mà nếu nó gãy khỏi những vùng hỗ trợ thì các anh chị bắt buộc phải bán ra đối với Masan, cứ quan sát thêm. MWG thì sao? MWG nó cũng có đang những có yếu tố rũ bỏ tương đối là mạnh, và các anh chị có thì cứ nắm giữ mã này thì các anh chị nên quan tâm ở những giai đoạn phía sau, tại vì nó có những cái sự suy kiệt về lượng cung này, các anh chị thấy này, suy kiệt về lượng cung hôm nay xuất hiện no supply 3 và những vùng hỗ trợ của nó cần những cái biên độ tích lũy để hấp thụ lại lượng cung, thì những phiên phía sau thì nó mới có khả năng tăng được. SSI thì sao? SSI rũ bỏ tương đối nhiều và khối lượng bán ra tương đối lớn, nó đã cũng như ấy, là nó gãy khỏi những cái vùng mà hỗ trợ của nó, những cái vùng này là những vùng gom hàng của nhà tạo lập, nhưng họ sẵn sàng họ đánh gãy luôn, khối lượng bán ra tương đối nhiều và khi nó rũ bỏ tương đối mạnh như thế này thì khả năng giai đoạn phía sau nó sẽ tăng tương đối là mạnh.
thì các chị có mã cổ phiếu SSI các chị cứ nắm giữ, tại vì nó có những cái xu hướng về những cái vùng hỗ trợ của nó rồi này. Đây là những cái vùng hỗ trợ của nó. Thì các anh chị cứ quan sát thêm mà cũng chưa vội vàng giải ngân đối với SSI. STB hôm nay có những cái biên độ tăng tương đối mạnh. Vì sao hôm nay nó lại tăng thì các anh chị thấy này, có những sự cạn dịch lượng cung và nó về những cái vùng hỗ trợ tương đối cứng của nó này, các anh chị thấy này, vùng hỗ trợ tương đối cứng của nó nên có những cái lực cầu đỡ lên trở lại. Và anh chị thấy những cái dòng tiền lớn nó cũng đã tham gia vào mã cổ phiếu này rồi và chưa có những cái sự thoát ra của dòng tiền lớn này được. Thì hiện tại có thì các anh chị cứ nắm giữ đối với mã cổ phiếu STB này thôi. Và hôm nay có thể gọi là những cái phiên test đáy tương đối thành công đối với STB. Và anh chị thấy này, nó có tạo ra những cái giai đoạn là nền nền này chồng nền kia đúng không ạ? Thì khả năng mà cổ phiếu này nó sẽ có độ an toàn rất là cao. Các anh chị cứ quan tâm đối với mã cổ phiếu STB này. Techcombank thì sao? Techcombank về hỗ trợ rồi, khối lượng bán cũng tương đối thấp. Các anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. Và cũng như là quan sát thêm đối với mã cổ phiếu này. Ở thời điểm hiện tại thì em cũng chưa khuyến nghị các anh chị giải ngân đối với bất kỳ mã cổ phiếu nào. Thì chỉ nên quan sát thị trường và phản ứng theo thị trường thôi. Thì hôm nay anh chị review sơ qua vài mã cổ phiếu trong VN30 để nhiều tư mình nắm bắt, cũng như những mã cổ phiếu chú ý. Tiếp theo là có MWG này, có mã cổ phiếu SI, STB và mã cổ phiếu VRE là những cái mã cổ phiếu các anh chị nên chú ý ở thời điểm hiện tại. Có thêm VIC. VIC là một trong những cái mã hiện tại đang rất mạnh so với thị trường.